Chúng ta sẽ cùng nhau chữa 100 câu từ vựng quan trọng nhất của GPT N4. Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào các câu hỏi của ngày hôm nay luôn nhé. 1番. Hai, 1番 見てください。明日の朝までに必ず荷物を何々の動詞や1届けます2出かけます3乗り換えます4参りますはいはいじゃあ答えはそうですね1番です届けます nghĩa là gì mọi người nhỉ 1番届けます có nghĩa là động từ gửi đúng không chuyển cái hành lý vân vân thì trong câu này có cái từ までに các bạn còn nhớ ngữ pháp này không ạ までに đúng chưa nào はい までに thì sẽ có nghĩa là trước đúng không trước một thời điểm chúng ta cần phải hoàn thành một hành động nào đó vì vậy thời điểm ở đây chính là sáng ngày mai trước sáng ngày mai thì tôi sẽ chuyển hoặc tôi sẽ gửi nimotsu là hành lý là đồ đạc đúng không mọi người rồi bạn Dung Lan cũng có dịch như sau này trước sáng mai nhất định tôi sẽ gửi hành lý đến chính xác mọi người nha Canada dự ok hay những đáp án còn lại này đáp án số 2 dekakemas nghĩa là gì lớp mình nhỉ dekakemas là đi ra ngoài đúng không số 3 norikaemas là hành động mà mình đổi tàu mình chuyển tàu ví dụ các bạn đang đi tàu đúng không nhưng mình chuyển sang mình đi xe buýt thì mình sẽ nói là densa kara basu ni norikaemas đúng không ok, còn số 4, maerimas là một khiêm nhường ngữ của động từ ikimas và kimas có nghĩa là đi hay là đến. Trong jikosokai của mình chúng ta hay nói là tôi đến từ Việt Nam, các bạn hay nói là gì nhỉ? Betonamu kara kimashita, đúng không? Bây giờ khiêm nhường ngữ hơn giống một chút thì mình sẽ thay đổi cách nói sang thành Betonamu kara maerimashita. Mọi người có hay nói thế không ạ? Tiếp theo sang câu số 2, nibang desu, mite kudasai. 銀行でガスのお金を何々ます。hỏi về động từ đúng không? Có đuôi ます。銀行でガスのお金を何々ます。はい。ở đây có một gợi ý đó chính là お金đúng chưa mọi người? Liên quan tới tiền thì chúng ta sẽ đi với động từ là gì nhỉ? 1. 回ります。2. 歌います。3. 話します。4. 払います。はい。皆さんの答えは5番ですか?はい、Minh Hoàng 4, Ngọc Nhung 4, Khuất Hương 4, はい、いいですね。chính xác rồi. 4番です。Động từ harimas của chúng ta sẽ mang nghĩa là trả, chi trả, đúng không? Và đi với cụm từ okane có nghĩa là trả tiền. Dịch cả câu này như sau này. Ginko de là chỉ nơi trốn địa điểm, đúng không? Tôi trả tiền. Gasu là tiền gì mọi người nhỉ? Tiền xăng á, không phải xăng nhỉ? Gasu là ga, đúng không? Đúng rồi, tiền ga nha, Bảo Long sáng nha. Tôi sẽ trả tiền ga ở ngân hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích các đáp án còn lại nhé. Ichi, mawadimasu nghĩa là gì nhỉ? Số 1, mawadimasu là xoay quanh đúng không? Ví dụ như là trái đất xoay quanh mặt trời chẳng hạn. Chikyu wa taiyo mawadimasu. Hay. Số 2, utaimasu là động từ hát đúng không mọi người? Utaimasu. Còn số 3 cũng rất là dễ này. Hanashimasu là động từ nói chuyện, trò chuyện đúng không nào? Hai, ikimasu 3番. Mitsu no kado kara suki na mono wo nani nani kudasai. Mitsu no kado kara suki na mono wo nani nani kudasai. 1. Wakarete. 2. Erande. 3. Kikoete. 4. Makete. Bùi Văn Trường 2. Ok. Giang Nguyễn Đăng 2. Idesne, chính xác rồi mọi người. Erande là của động từ erabimasu, chọn đúng không? Các bạn dịch được câu này chưa? Xin hãy chọn đồ mà mình thích từ 3 tấm thẻ. Idesne, kado là tấm thẻ này, từ 3 tấm thẻ đúng không? Chúng ta sẽ có thể hiểu mono ở đây chính là một trong những tấm thẻ đấy. Vì vậy, câu này mình có phương án dịch như sau này. Hãy chọn đúng không? Một tấm thẻ mà mình yêu thích từ 3 tấm thẻ đó. Được chưa lớp mình nhỉ? Wakareru thì sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Chia tay đúng không mọi người? Chia tay. Số 3, kikoeru là nghe. Ví dụ mình muốn hỏi mọi người là yoku kikoemasu ka? Đúng không? Mọi người có nghe rõ không này? Còn số 4, makeru là thua cuộc. Ví dụ thua trận đấu. Các bạn còn nhớ từ trận đấu không? Chiai đúng không? Chiai ni makete shimatta. Đúng không ạ? Tôi đã thua trận đấu mất rồi. Ok, desu ka? Mọi người có nghe kịp không ạ? Hay. Tsugi, 4 番です。ゆっくりとよく何々食べてください。ゆっくりとよく何々食べてください。1、踏んで。
ni, ton de, san, yon de, yong, can de, hai. Rồi, bạn Thiên Thiên chọn 4, Bảo Long 4, Phan Tấn Hoài 4, Trần Thúy An 4 là nhai cắn. Nếu mà là nhai cắn rồi thì mọi người sẽ dịch cả câu trên là gì nhỉ? Yukkuri là thong thả từ từ này. Rồi kande là cắn, tabete kudasai là hãy ăn đúng không? Thì chúng ta sẽ ghép lại thành một câu có nghĩa đầy đủ nào. Ừ, nhai thật là kỹ đúng không mọi người? Ok rồi, hãy nhai kỹ rồi, ăn nhé đúng không? So desu ne, nhai kỹ, yoku kande. Kamimasu có nghĩa là cắn, là nhai, đúng chưa? Đố mọi người nha, fun de này, ton de và yon de lần lượt sẽ có ý nghĩa là gì? Hay, nó sẽ được dịch lần lượt là phu mự là dẫm đạp đúng không? Ví dụ dẫm lên cỏ chẳng hạn, cứ sao phu mự. Còn ton de là bay, ví dụ chim bay trên bầu trời ấy, mọi người, so dao tobimasu. Còn số 3, yonde thì có thể chia của động từ đọc cũng được đúng không? Yomimasu thành yonde. Hay là hôm qua chúng ta có học về động từ gọi taxi ấy mọi người, yobimasu đúng không? Thì mình chuyển sang thể T cũng sẽ là yonde. Hay, rồi, vì vậy đáp án của chúng ta là yon bằng cắn, nhai đúng không? Đúng rồi, ok. Câu số 5 này mọi người, go bằng. Go bằng ikimashou. Koko ben de akaku nani nani kudasai. 1. Narete. 2. Natte. 3. Nurete. 4. Nutte. Câu này có quá nhiều đáp án rồi mọi người. Bạn Huy Thông chọn 4 là nutte. Ok. Rồi, đáp án chính xác của chúng ta thì đương nhiên chỉ có một thôi và đó chính là đáp án số 4. Yon bang desu yo. Tại sao là 4 nhá? Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích này. Koko là cái chỗ này, đúng không? Chẳng hạn như cái chỗ này. Pen là chỉ cái bút, đúng không ạ? Akaku là màu đỏ và nutte kudasai. Đây là của động từ nuru, được chưa ạ? Và động từ này thật ra cũng có rất là nhiều cách dịch. Nó có thể dịch là bôi, thoa, sức một loại kem nào đấy, hay là tô son chẳng hạn này, kuchibeni yo nuru. Còn trong câu này thì mình sẽ hiểu là tô, đúng không? Hãy tô chỗ này bằng bút, đúng không? Và tô như thế nào thì nó sẽ biểu thị bằng akaku. Mọi người hiểu không nhỉ? Tức là tô đỏ, đúng không? Tô đỏ chỗ này bằng chiếc bút này nhé. Được chưa mọi người hiểu không nhỉ? Rồi, có rất là nhiều bạn đã chọn 4 được rồi này. Hay, nư đự trong câu này mình sẽ hiểu là tô mọi người nhé. Tô đỏ vị trí này bằng chiếc bút. Ok, số 1, narete là động từ quen ấy mọi người. Ví dụ các bạn quen với công việc hay chưa, đúng không? Thì mình sẽ hỏi là shigoto ni naremashita ka? Hay, số 2, natte là của động từ naru, narimasu là trở thành, trở lên này. Còn số 3, nurete là gì nhỉ? Ướt đúng không mọi người? Ví dụ là cái sàn nhà này rất là ướt. Yuka ga nurete iru, đúng không? Yuka ga nurete iru. Chuyển sang câu số 6 nhé. Sugu ni isha ni nani nani moraemasu ka? Sugu ni isha ni nani nani moraemasu ka? 1. Mite. 2. Kande. 3. Modotte. 4. Kayotte. Hai. Động từ mite của mình là chữ chẩn trong chẩn đoán khám chữa bệnh ấy mọi người. Thế cho nên rất là phù hợp để có thể đi kèm được với isha, đúng không? Liên quan tới bác sĩ. Có bạn nào dịch được cả câu này chưa ạ? Rồi bạn Hoài sẽ dịch như sau này. Bác sĩ có thể xem bệnh liền cho tôi được không? Hai. Các bạn khác nào, mọi người có phương án dịch cho câu 6 này chưa? Isha ni miru là cả một cụm từ đúng không? Là đi thăm khám bác sĩ ấy, mọi người. Và ngữ pháp VT moraemasu ka của chúng ta là gì nhỉ? VT moraemasu ka. Đấy. Trong một câu không chỉ là chúng ta học về từ vựng đúng không? Mà chúng ta còn đang cùng nhau ôn về chữ Hán này, ngữ pháp này. Đấy, các bạn xem là mình còn nhớ kiến thức này không nhá. Hay. Rồi, mọi người đã nhìn được cả câu chưa nhỉ? Phương án gì của mọi người câu này là gì nhỉ? Sugu ni isha ni mite moraemasu ka? Hay. À rồi, có bạn đã comment các đáp án còn lại. Ví dụ như động từ kande của chúng ta chính là kamu. Lúc nãy mình có nhắc rồi đúng không? Là động từ cắn, là nhai đấy. Modotte là của modoru, chính là từ quay trở lại đúng không? Ví dụ quay về chỗ ngồi. Seki ni modoru. Còn kayou, các bạn có quen cái này không? Kayouimasu. Ừ, so desu ne, đáp án 4 này. Kayouimasu là hành động chúng ta đi đi về về. Ví dụ các bạn nói là đi học thì sẽ là gakko ni kayou. Đi làm là gì nhỉ? Kaisha ni kayou, đúng không? Hay các bạn đi tập gym ấy, sẽ là gym ni kayou. Ừ, đúng rồi. Hai, so desu ne.
Đúng rồi, là mẫu câu nhờ vả đúng không? Nhờ ai đó làm gì cho mình? Hãy. So desu ne. Hãy. Nhờ bác sĩ đúng không? Khám bệnh cho mình. Đúng rồi, đi đi về về nha. Hãy. Phan Tấn Hoài đi học, so desu ne, đi học, đi làm, đi viện. Đấy, thì khi mà chúng ta thể hiện tần suất mình đi đâu đó rất là nhiều thì các bạn dùng động từ này nhé. Kayo. Ok chưa mọi người? Chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo nhé. Câu số 7 nào. Nana bạn. Câu 7 rất là ngắn này. Watashi wa kame o nani nani. Động từ tiếp theo. Ichi, kaimasu. Ni, nadaimasu. San, shimaimasu. Yon, kakemasu. Hãy. Để làm được câu này thì chúng ta cần phải hiểu kame có nghĩa là gì đúng không? Mình gợi ý nó là tên của một loại động vật mọi người nhé. Tên của một con vật nào. Watashi wa kame o. Ichi, kaimasu. Ni, nadaimasu. San, shimaimasu. Yon, kakemasu. Hãy. Bạn Phan Tấn Hoài chọn một là nuôi. Hãy. Kame chính là con rùa đấy mọi người. Vì vậy chúng ta sẽ có động từ là kaimasu. Hãy. Nuôi đúng không? Tôi nuôi một con rùa. Hãy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn lại ba đáp án 2, 3 và 4 lần lượt ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Nadaimasu là học, học đúng không? Shimaimasu là cất, ví dụ như cất đồ, cất tiền đấy. Còn kakemasu thật ra nó có rất là nhiều ý nghĩa luôn, tùy vào danh từ đứng đằng trước. Ví dụ, megane o kakemasu thì mình sẽ hiểu là đeo kính này. Rồi, gì nữa nhỉ? Nhiều bạn đang ý nghĩa là treo, đúng rồi. Ví dụ treo quần áo này. Là gì nữa không mọi người? Ừ, gọi điện đúng không? Ketai, denwa o kakemasu này. Hay là gì nhỉ? Phép nhân, đấy, phép nhân cũng là kakemasu, rồi là gây phiền hà, phiền phức cho ai đó. Mewaku o kakemasu. Hay, đấy, mọi người có thể tổng hợp những cái cách sử dụng của kakemasu lại nha. Hãy, tsugi. Hachiban. Basu ga nani nani made oriru na. Basu ga nani nani made oriru na. Ichi, hashiru. Ni, modosu. San, tomaru. 4. Narabu. Hãy. Rồi, trong câu 8 thì chúng ta sẽ có hai vị trí cần quan tâm. Thứ nhất đó là made đúng không? Về đử made. Cái thứ hai là về đử na. Đó, mọi người còn nhớ cái cụm từ này không? Mình sẽ chia động từ sang thể đự, tức là thể từ điển, sau đó cộng với na đúng không? Thể hiện cái gì nhỉ? Cấm chỉ là không được làm về. Đó, thì liệu trong câu này cấm gì đây mọi người? Thiên Thiên, Bảo Long, Dung Lan và Địa Phạm cũng chọn 3. Hãy. Đáp án là 3, chắc chắn rồi. Hãy. Sam vàng des. Đúng rồi, đây là thể cấm chỉ đúng không mọi người? Tomaru là dừng lại đúng không? Vậy các bạn dịch lại câu nào. Đừng xuống xe buýt cho đến khi xe dừng lại. Ok, phương án gì của bạn Việt cũng rất là tốt này lớp mình. Hãy. Thành Tài chọn 3, Như Quỳnh 3. Ok. Basu ga tomaru made là cho đến khi mà xe buýt dừng hẳn lại đúng không? Thì oriru na, cấm không được đi xuống vì nó rất là nguy hiểm đúng không? Xe đang đi mà chúng ta lại xuống giữa đường giữa chừng ấy. Mọi người hiểu ngữ cảnh không nhỉ? Hãy chúng ta sẽ dịch ba phương án còn lại nhá. Ví dụ như số 1, ichiban hashiru thì là động từ chạy đúng không nào? Hashirimasu. Số 2, modosu thì là một tha động từ. Lúc nãy mình có nhắc về modoru rồi thì bây giờ là modosu đúng không? Thì đều có nghĩa là trả lại, ví dụ như là trả về vị trí ban đầu của nó đúng không? Moto no basho ni modoshite kudasai. Còn số 4, narabu là từ đúng rồi, narabimasu đúng không mọi người, là từ sắp xếp. Hãy, Q bảng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn câu số 9 này mọi người. Kare wa okane mochi da kara kōkyū na nani nani ni sunde imasu. Kare wa okane mochi da kara kōkyū na nani nani ni sunde imasu. Ừ. Câu này thì chúng ta sẽ có một gợi ý, đó chính là động từ sundeimasu. Đó, các bạn còn nhớ nghĩa không? Sống đúng không? Sống ở đâu thì đi với trợ từ là ni. Vì vậy, ý nghĩa của đáp án nào phù hợp nói về địa điểm, nói về nơi sống nào? Ichi, gakko. Ni, eki. San, mansion. Yon, depato. Hai. Vậy là câu này cực kỳ dễ đúng không lớp mình? Lan Anh chọn 3, so desu ne. Đáp án chắc chắn rồi. Mansion đúng không? Có nghĩa là chung cư, so desu ne. Còn kōkyū chính là từ cao và từ cấp ấy mọi người, thể hiện là một chung cư cao cấp đúng không nào? Đấy, cả nhà dịch lại được cả câu chưa? Anh ấy nhà giàu nên sẽ sống ở chung cư cao cấp, vì anh ấy giàu có nên ở chung cư cao cấp, so desu ne. Cái từ dakara của chúng ta chính là chỉ nguyên nhân kết quả là vì đúng không? Vì anh ấy rất là giàu có,
đúng không? Okanemochi, cho nên là đang sống ở một chung cư cao cấp. Ở đại gia cũng là một cách dịch hay này, vì anh ấy là đại gia cho nên đang sống ở chung cư cao cấp. Ok des. Hay. Ichi, gakko của chúng ta là trường học thôi đúng không? Mình không thể nào là sống ở trường học được. Số 2, eki là nhà ga, và số 4, debato là những cái trung tâm bách hóa đúng không? Khu thương mại mua sắm. Ok. Hay. Câu số 10 nè, 10番. Ashita denwa de go nani nani itashimasu. Ashita denwa de go nani nani itashimasu. 1. Kaiwa. 2. Renraku. 3. Sanka. 4. Yoi. Hai. Bạn Nguyễn Tiệp chọn 2. Bạn Hạnh Đỗ 2. Ngày mai tôi xin được liên lạc lại bằng điện thoại. So desu ne. Chúng ta sẽ có cái đuôi là itashimasu, chính là một khiêm nhường ngữ đúng không mọi người? Khiêm nhường ngữ của động từ shimasu. Đấy. Cho nên mình sẽ hiểu là bản thân mình làm cái hành động đấy, tôi xin phép đúng không? Hoặc là tôi sẽ liên lạc, đúng rồi, liên lạc lại bằng điện thoại đúng không? Vào ngày mai. Ok, ngày mai tôi sẽ liên lạc bằng điện thoại, chính xác Lan Anh giảng. Còn lại đáp án số 1, số 3 và số 4 thì lớp mình đã nhìn ra chưa nhỉ? Ví dụ như số 1, cái từ kaiwa thì nó sẽ là hội thoại đúng không? Là nói chuyện. Sanka là tham gia, ví dụ tham gia vào một bữa tiệc chẳng hạn này. Bati ni sanka suru. Còn cuối cùng từ yoi, yoi chính là từ chuẩn bị đúng không? Ví dụ các bạn nói chuẩn bị cơm thôi. Shokuji no yoi ga dekimashita yo, đúng không? Tôi đã chuẩn bị cơm xong rồi đấy. Đúng rồi, là giao tiếp, hay kaiwa là giao tiếp này. Sanka là tham gia, đúng rồi. Yoi có bạn nào comment chưa? Chính là từ chuẩn bị mọi người nhá. Chuẩn bị. Ok, rồi vậy là chúng ta đã đi qua 10 câu đầu tiên rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ cùng nhau chữa 20 câu nhé mọi người nhé. Hãy giữa giờ chúng ta kêu kê một chút nhá. Và cũng sẽ có một số thông tin, bởi vì hôm buổi live ngày hôm qua cũng có rất là nhiều bạn comment xuống bên dưới hỏi về sách tổng ôn N5 và N4. Thì nhân tiện buổi live ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu qua một chút nhé. Đó là trong cuốn sách này thì sẽ giúp cho mọi người giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất là chữa triệt để căn bệnh mất gốc cho tiếng Nhật, đặc biệt là ở trình độ sơ cấp này, N5 và N4. Tiếp theo là cuốn sách có hệ thống lại một cách khoa học toàn bộ kiến thức của N5 và N4 luôn. Và nội dung bên trong sách thì sẽ được phân bố như sau. Đây, trên tay mình thì cũng đang có hai quyển sách tổng ôn N5, N4 của Dũng mua đi. Các bạn đang xem live, có bạn nào đã mua, đã sử dụng cuốn sách này thì cũng có thể là để lại feedback chân thực ngay phía bên dưới cho các bạn khác cùng tham khảo nhé. Thì trong cuốn sách này thì sẽ gồm có đầy đủ tất cả từ bảng chữ cái này, có bộ thủ, có từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp quan trọng nhất của trình độ N5, N4. Về sau còn có phần phân biệt ngữ pháp hay nhầm lẫn đúng không? Cùng thể hiện dự định nhưng mà nó sẽ khác nhau như thế nào giữa tsumori, giữa yote, giữa yoto omotte được chẳng hạn này. Thì sẽ tổng hợp lại theo bảng như thế này cho mọi người có thể là phân tích cũng như là đối chiếu so sánh rất là chi tiết. Tiếp theo một phần nữa mình cũng rất là thích, đó chính là phần luyện tập mọi người ạ. Phần luyện tập ở phía sau thì nó sẽ được sắp xếp giống như một đề thi thật GPT luôn. Nó sẽ gồm đầy đủ các môn đai này, có đa dạng các loại bài tập, có khoảng 20 bài test cho mỗi một loại môn đai luôn. Trước khi làm bài thì sẽ có hướng dẫn cách làm đúng không? Các mẹo làm hoặc là những cái từ dễ nhầm lẫn cho các bạn tránh. Còn phần cuối thì sẽ là phần giải thích đáp án thật là chi tiết cho mọi người hiểu là tại sao mình làm câu đấy lại sai đúng không? Sai vì lý do như thế nào? Đó thì các bạn có thể tham khảo hai cuốn sách này trong giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn này đúng không? Các bạn đang học N5, N4 và chuẩn bị đi thi cho tháng 12 á, thì mọi người có thể mua về làm các đề trong đây và tổng ôn kiến thức luôn. Được chưa lớp mình? Ok desu ka? Hai. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ đi tiếp nhá. Hai. Rồi, có bạn nào có quan tâm hoặc là có câu hỏi thắc mắc gì liên quan tới sách thì các bạn có thể là comment xuống bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp trên fanpage của Dũng Modi để được nhận ưu đãi khi mà đăng ký mua trong buổi live ngày hôm nay luôn mọi người nhá. Ok, câu số 11. Konna takusan no ryōri o hitori de taberu no wa nani nani desu. Konna takusan no ryōri o hitori de taberu no wa nani nani desu. 1. Fuben. 2. Muri. 3. Jama. 4. Hijou. Hai. Ok, bạn Phan Tấn Hoài chọn 2, không thể quá sức. Bảo Long chọn 2. Đinh Thị Lan Anh 2, Nguyễn Văn Việt 2. Ăn những món ăn nhiều như thế này một mình thì không thể. Rồi, có bạn Bảo Long đã có phương án dịch này. Các bạn khác nào? Hay, rồi chúng ta sẽ chữa câu này như sau. Konna takusan no ryōri o hitori de taberu no wa
moody this, đúng không? Moody có nghĩa là không thể, là quá sức, ý chỉ là ăn nhiều thức ăn như thế này có một mình thôi thì không thể đâu, đúng không? Không thể nào, được chưa? Tôi không thể ăn một mình cái chỗ thức ăn nhiều như thế này được. Số 1, phu bên là bất tiện. Số 3, jama là cản trở. Ví dụ như khi mà mình đi học Kaiwa ấy, thì được thầy giáo chỉ cho là khi mà chúng ta đến nhà của người khác thì mình có thể nói thêm một câu là ojama shimasu, đúng không? Để thể hiện là tôi xin phép được làm phiền anh chị. Rồi khi mà mình chơi xong rồi mình đi về thì sẽ là ojama shimashita, đúng không mọi người? Đấy. Còn số 4, từ hijo thì chính là từ khẩn cấp. Chúng ta học trong từ gì nhỉ? Hijoguchi, đúng không? Cửa thoát hiểm này. Hay là hijo ni. Cái này thì các bạn N3 học rồi nha. Và nó cũng đã được thi ở trong đề thi N3 chính thức luôn đấy mọi người. Hijo ni thì mình sẽ hiểu là cực kỳ, là vô cùng, là rất, đúng không? Để thể hiện cảm xúc hoặc là tâm trạng. Ok, rồi mình đi tiếp này. Sang câu số 12. Mo nihon no seikatsu ni nani nani ga. Câu hỏi đúng không mọi người? Cả bốn đáp án thì đều đã được chia sang thể quá khứ hết rồi, mashita ka rồi. Thế nhưng đáp án nào phù hợp khi đi kèm được với Nihon no seikatsu nhỉ? 1. Haraimashita. 2. Mororimashita. 3. Naremashita. 4. Orimashita. Naremashita cũng là một từ mà chúng ta đã ôn lại ở câu trước rồi đúng không? Mang nghĩa là gì nữa mình nhỉ? Naremashita là... Ừ đúng rồi, là quen, ok. Bạn đã quen với cuộc sống ở Nhật chưa? So desu ne. Đúng rồi, số 3. Ok ạ. Đáp án 3, naremasu có nghĩa là quen, và các bạn để ý nó thường hay đi với trợ từ là ni mọi người nhá. Thì câu hỏi này sẽ là bạn đã quen với cuộc sống ở Nhật hay chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lên phân tích 3 đáp án còn lại nhá. Haraimasu, morodimasu và orimasu. Nó sẽ có ý nghĩa lần lượt là gì lớp mình nhỉ? Zehi commento de oshiete kudasai. Trong ba động từ này thì ít nhất là có hai động từ chúng ta cũng đã ôn ở những câu hỏi trước rồi đúng không? Đúng rồi, số 1, harimasu sẽ là trả tiền đúng không? Okane o harimasu. Số 2, modorimasu là trở lại, đúng rồi, quay trở lại. Ok, còn số 4, orimasu thì các bạn còn nhớ cái ví dụ là oriruna lúc nãy không? Là không được xuống tàu khi mà xe buýt đúng không? Khi mà xe buýt đang chạy đấy thì oriru chính là hành động xuống. Hay Hãy đi tiếp mọi người này, câu số 13. Nani nani arubaito hajimemashita. Arubaito hajimemashita. 1. Saikin. 2. Shōrai. 3. Itsuka. 4. Itsumo. Hai. Năm bạn desu ka? Chúng ta sẽ có đuôi tiếp là mashita thể quá khứ, đúng không? Nên mọi người cũng có thể căn cứ vào thể của nó để chọn một cái từ phù hợp nhất cho thể quá khứ. Ok, các bạn cũng đã comment được phương án dịch của mình rồi. Đáp án là 1, bởi vì đuôi là thể quá khứ. Chính xác mọi người, quá khứ đúng không? Tức là mình đã làm hành động đấy rồi. Thế cho nên chúng ta sẽ chọn là 1. Gần đây thì tôi đã bắt đầu đi làm thêm. Hay, số 2 chắc chắn là sai đúng không? Bởi vì từ shōrai là tương lai. Tương lai thì nó phải là thể hiện những điều mà chưa xảy ra đúng không? Ví dụ ở thế độ, thế mát sự hay là thế tai thôi đúng không? Về tai thôi. Còn itsuka, itsuka là một ngày nào đó đúng không ạ? Còn itsumo là lúc nào cũng, là luôn luôn. Ok, để xếp, chúng ta sẽ sang câu tiếp theo nhé. Câu 14. Tai fu de takusan no ki ga nani nani. 1. Sewashita. 2. Sugita. 3. Daoreta. 4. Tsukamaeta. Hai. Tai fu de. Để ở đây là chỉ gì mọi người nhớ không? Các bạn học được 4 là phải biết cái này rồi nha. Takusan no ki ga nani nani liên quan tới cây nè. Rồi, chúng ta sẽ có một cái cây ở đây đúng không? Hoa lá vân vân đúng không ạ? Hay bạn Quốc Huy chọn 3, Rung Lan 3, Thành Tài 3 là ngã, đổ, Bảo Long 3, Ngọc Nhung 3 vì cơn bão nên rất nhiều cây bị đổ, An Nhiên cũng chọn 3, Oanh Lương chọn 3. Hay rất là tốt luôn. Hay mọi người làm quá chuẩn rồi, quá đúng rồi. Hay tao đi tạ là thể hiện cái cây nó bị đổ đúng không? Vì vậy mình sẽ dịch cả câu này, đế ở chỗ này sẽ chỉ nguyên nhân đúng không ạ? Nguyên nhân, được chưa? Nguyên nhân là do bão, là vì bão mà rất nhiều cây đã bị đổ. Đáp án số 1. Ừ, rất là nhanh, bạn Bảo Long vừa comment này. Số 1, từ sewa là chăm sóc. Đấy, ví dụ như là osewa ni narimashita, đúng không? Cảm ơn anh chị đã luôn luôn chăm sóc, luôn luôn chiếu cố giúp đỡ tôi này.
Hay là các bạn nói tôi đang chăm sóc một chú cún thì mình sẽ nói là Inu no seva o shiteimasu, đúng không? Mọi người nhớ là thành lập câu ví dụ nhé, để chúng ta có thể nhớ được cái chữ Hán cũng như là từ vựng đấy lâu hơn và biết cách sử dụng của nó như thế nào thì sẽ phục vụ rất là tốt cho việc kaiwa của mình nữa, đúng không nào? Câu số 2, sugita, sugi là quá, đúng rồi, ví dụ như là tabe sugi, đúng không? Ăn quá nhiều, nomi sugi, uống quá nhiều. Số 4, tsukamaeru. Có bạn nào comment đáp án 4 chưa? À rồi, Bảo Long cũng có comment là từ bắt, đúng rồi. Bắt ở đây chúng ta sẽ hiểu là bắt taxi cũng được nhỉ? Takushi o tsukamaeru này. Hay chúng ta bắt cá, bắt tên tội phạm, vân vân. Động từ này cũng rất là hay. Động từ này của N3 nhé. Hay các bạn N3 thì có thể là check lại này. Còn các bạn ở N4, N5 thì mọi người comment, mọi người memo lại thêm nhé. Hai, tiếp theo câu số 15. Tomodachi ga byoki nano de nani nani ni ikimashita. Tomodachi ga byoki nano de nani nani ni ikimashita. 1. Omimai. 2. Omiyage. 3. Oiwai. 4. Omatsuri. Hai. Mọi người nhìn được câu số 15 chưa? Chúng ta sẽ thử đọc xem là nội dung câu này như thế nào, đúng không? Nô đê là vì tiếp này. Vì bạn của tôi, byoki na nô đê, bị bệnh. Cho nên, ikimashita, tôi đã đi đâu ạ? 1. Omimai. 2. Omiyage. 3. Oiwai. 4. Omatsuri. Đi đâu mọi người nhỉ? Comment cách dịch nữa nhá, mọi người nhá. Lan Anh chọn 1, Bảo Long 1, Quốc Hy 1. Đúng rồi, Thành Tài sang chọn 1 đi thăm. Ok, chúng mình sẽ có một cụm từ là omimai ni ikimasu, đúng không? Là đi thăm bệnh, đi thăm người ốm. Omimai. Nguyệt Mochi sang 2, số 1. Phượng Cường 1, Giang Nguyễn Đăng 1, Dung Lan 1. Chính xác rồi ạ. Omimai ni ikku là đi thăm người ốm này. Còn omiyage là những cái gì nhỉ? Quà lưu niệm, đúng không? Ví dụ chúng ta đi công tác hay là đi du lịch ở một nơi xa, mình sẽ mua quà lưu niệm về. Số 3, oiwai là chúc mừng, là quà mừng. Còn số 4, omatsuri là lễ hội. Vì bạn tôi đã bị ốm nên tôi đi thăm. Ok, đi tiếp nha. Câu số 16. Watashi no namae wa kanji de nani nani kakimasu. 1. Go. 2. Konna. 3. Kore. 4. Kono. Hai. Nanban desu ka minasan? Zehi komento de oshiete kudasai. Lan Anh chọn 2 này, Quốc Huy chọn 2, Konna. Dung Lan chọn 2. Vậy là tất cả mọi người đang chọn phương án số 2 đúng không? Đáp án của mình là Ichiban desu yo. Số 1 mọi người nha. Hai. Chắc là về nửa sau nên là cái mức độ của nó sẽ khó hơn đúng không? Mọi người đang phân vân. Số 2 rất là nhiều. Tên của tôi viết chữ Hán như thế này, tên của tôi viết chữ Hán như thế này. Ok, về cách dịch thì là chính xác rồi, nhưng mọi người sẽ hiểu như sau nhé. Cô sau, đi theo sau đó là một động từ và cụ thể ở đây là động từ viết kakimasu, có nghĩa là viết như thế này, đúng không? Tên của tôi viết bằng chữ Hán thì sẽ viết như thế này. Nhưng cái từ konna, mọi người nhìn thấy chữ na chưa? Đó, thế cho nên theo sau của nó phải là một danh từ, đúng chưa? Ví dụ, konna toki, những lúc như thế này, hay là konna kuro, konna koto, đúng không? Những cái việc như thế này thì chúng ta mới dùng danh từ đi theo sau konna được. Về ý nghĩa tiếng Việt nó vẫn dịch là như thế này thôi, nhưng mọi người để ý cái sắc thái, đúng không? Và loại từ đi kèm sau cô là động từ viết như thế này, hay là koyatte kudasai, hãy làm như thế này nhé, đúng không mọi người? Còn konna thì phải sau là một danh từ, konna toki, konna koto, được chưa ạ? Số 3 và số 4 thì không nhầm được. Cố đệ là cái này đúng không? Chỉ vật ở gần mình. Ví dụ cố đệ đúng không? Cái này. Hãy cố đệ vá. Pen des. Còn cố nô thì cũng là ở sơ cấp các bạn học rồi. Ví dụ cố nô hô đúng không? Cố nô hô vá. Dũng mô đi nô hô des. Đó, mọi người nghe ra chưa? Thì mình cũng thấy là mọi người sẽ phân vân số 1 và số 2 rất là nhiều. Thế nhưng mà sau phần giải thích thì mọi người đã hiểu hơn chưa? Omoshiroi à? Hãy. Konna thường sử dụng cho một tình huống nào đó. Cụ thể các bạn sẽ nhớ về loại từ đi theo sau nhé. Cô thì đi với động từ, còn konna sẽ đi với danh từ. Được rồi ạ, hãy. Câu số 17. Rồi, 17 thì sau khi mọi người đã nghe phần giải thích rồi, mọi người hiểu rồi thì sẽ xem làm câu 17 mình có làm đúng được không nhá. Ashita no jūgyō wa yasumi. Nani nani koto shirimasen deshita. Đấy, gợi ý này. Koto là một danh từ, đúng không? Đứng trước danh từ là loại từ gì? 1. So. 2. Sonna. 3. Ade. 4.
À nộ. Chắc chắn là các bạn không làm sai được câu này đúng không? Em đã lĩnh hội được ngữ pháp này. Ok, mọi người nhớ memo lại nha, để lần sau mình không có làm sai nữa. Đấy, N4 nhưng mà cũng không phải là đơn giản đâu, đúng không? Nó sẽ có một số câu khá là phức tạp, dễ nhầm lẫn đấy mọi người. Hay, bạn Thanh Thanh chọn 2, Lan Anh 2, Dung Lan 2, Quốc Huy 2, Giang Nguyễn Đăng 2. Hay, Bảo Long chọn 2 rồi, câu này chắc chắn là không sai được đúng không? Ở đây mình có từ cu tội là danh từ rồi, thế cho nên mình sẽ chọn được là son na cô tội. Việc như thế là như thế nào thì câu đằng trước họ có nhắc tới rồi, cho nên mình mới có thể sử dụng là những chỉ thị từ. Chỉ thị từ là những từ liên quan tới cô, so, a, đô ấy mọi người, cô, no, số, no, vân vân ấy ạ. Thì son na cô tội là việc mà họ đã nhắc tới về trước, chính là việc mà ngày mai đúng không, được nghỉ học. Đấy, thì tôi hoàn toàn không có biết gì về cái chuyện đấy cả. Đúng rồi, Anosaki Itan, so desu ne. Sona cộng danh từ, lần này mới là 2, đúng rồi ạ. Đấy, các bạn phải quay xe nhanh nhá, phải nhớ cái đấy nhá, để lần sau mình áp dụng. Rồi, đáp án số 1 là so, thì như lúc này chúng ta có nói cô là như thế này, thì so là như thế đó, đúng không? Ví dụ, so shimasho, chúng ta sẽ làm như thế nhé. Các bạn có hay nói thế không? So shimasho, đúng không nào? Thì cái từ shimasho chính là động từ, đúng không nào? Là động từ. Còn are là cái mà sẽ chỉ xa cả người nói và người nghe là cái kia, đúng không? Và ano sẽ là đi theo sau một danh từ. Rồi, mọi người hiểu rồi đúng không ạ? Rồi, câu số 18 nhá. 18 này. Haha wa watashi ni tegami o nani nani. 1. Agemashita. 2. Moraimashita. 3. Kuremashita. 4. Yonde agemashita. Đáp án là 3. Rồi, bạn Ngọc Nhung cũng chọn 3, Lan Anh 3, Trần Vân 3, Vũ Thị Nga 3. Mẹ đã gửi lá thư cho tôi. Lâm An chọn 4 chứ nhỉ? Nguyệt Mô Chi chọn 3, Thành Tài chọn 2. Ồ, vậy là các bạn cũng đang phân vân giữa 2, 3 và 4 phải không ạ? Rồi, đáp án của chúng ta là 3. Mọi người biết tại sao lại là 3 không? Bởi vì ở đây có người nhận là watashi ni. Các bạn nhớ là khi ai đó cho hoặc là làm gì cho mình này, cho những người trong gia đình mình hoặc những người trong công ty mình, thì mình sẽ cho là cái đối tượng đấy đi với trợ từ ni trước, sau đó đuôi của nó sẽ là động từ kudemashita, hoặc nếu mà làm động từ gì cho thì sẽ là vete kudemashita. Được chưa ạ? Đấy, thì mọi người nhớ giúp mình một cái mẹo duy nhất thôi, đó chính là đối tượng nhận cái danh từ hoặc cái động từ ở đây chính là liên quan tới bản thân mình, là mình, là bố mẹ mình, là anh chị em nhà mình đúng không, hoặc là những người trong công ty mình, thì mình sẽ dùng kudemas, được chưa ạ? Còn về cách gì thì không hề khó đúng không? Đó là mẹ tôi thì đã gửi cho tôi lá thư đúng không? Đã viết cho tôi lá thư chẳng hạn, được không mọi người? Còn agemas thì nó sẽ diễn tả là a và b nhị, được chưa ạ? Nó vẫn đi với nhị nhưng cái b ở đây không phải là tôi nữa mà nó sẽ là những đối tượng khác, ví dụ như là anh A tặng chị B một bó hoa đúng không, hoặc là tôi thì đã cho bọn trẻ con kẹo chẳng hạn, thì b ở đây là chị B, là bọn trẻ con, thì nó sẽ là một đối tượng khác ngoài tôi, được không ạ? Còn moraimashita thì là động từ nhận đúng không, thì trợ từ của nó cũng sẽ bị thay đổi đúng không, mình nhận cái gì từ ai đó đúng không ạ? Ví dụ watashi wa ai san kara hoặc là ai san ni nani nani o moraimashita, tôi đã nhận một cái đồng hồ hoặc tôi đã nhận một cái quyển sổ tay mới từ anh B, đúng không mọi người? Thì cái trợ từ nó cũng sẽ thay đổi đúng không ạ? Đấy, watashi wa b san ni hoặc là b san kara. Còn số 4 thì không được nữa, số 4 là yonde agemashita là đọc đúng không, và như chúng ta phân tích này ấy, watashi ni là tôi, thì cho nên cái đuôi cũng không phải là agemashita. Mọi người hiểu chưa? Lại sơ suất đúng không? Đấy, mọi người thấy không? Lại là một cái câu hỏi khó thì không khó nhưng mà rất là dễ nhầm, cho nên mình cần phải đặc biệt cảnh giác nha. Rồi, bây giờ rút kinh nghiệm sang câu 19. Làm thế nào để không nhầm nữa này? Tiếp tục nó vẫn là chủ điểm ngữ pháp đấy, đúng không? Liên quan tới các đuôi như là kure, age hay là modai đấy. Thì các bạn xem là đối tượng người gửi, đối tượng người nhận hành động đấy ở đây như thế nào? Watashi wa kaigi de muzukashii kotoba ga wakarimasen deshita. Atto de Oda san ni nani nani. Cả bốn đáp án thì đều có động từ setsume, giải thích, đúng không? Giải thích. Số 1, setsume shite kuremashita. 2, setsume shite agemashita. 3, setsume shite moraemashita. 4, setsume shite kuremasen deshita. Hai, 何番ですか? Bảo Long chọn 3 này, bạn Lan Anh 3,
Giang Nguyễn đang quay xe, em chọn 3 à? Ừ, Thanh Thanh chọn 3, Kim Long 3, bạn Tài chọn 2, Dung Trương 3. Rồi, phương án là 3 nhá cả lớp nhá. Trần Vân chọn 3. Rồi, tại sao lại là 3 này? Thì như lúc nãy chúng ta cũng có một câu liên quan tới ngữ pháp VT Modai Mashita rồi, đúng không? Cả câu này có bạn nào dịch giúp mình được không ạ? Dịch cả câu nào. Hay, rất là dài đúng không? Mình sẽ phân tích từng vế từng câu một nhá. Đó là trong cuộc họp, được chưa? Thì tôi đã không hiểu một số từ vựng khó. Ví dụ mình vừa mới sang Nhật đúng không? Nhưng người ta nói nhiều từ chuyên ngành quá, nhiều từ khó quá, mình không có hiểu. Thế cho nên là atode, sau đó thì tôi đã gì? VT Moraimashita. Tôi đã được ai? Được anh Oda giải thích cho. Tại sao chọn 3 nhỉ? Như đây chúng ta có nói đúng không? Ai đấy làm gì? Đúng không ạ? Thì sẽ là đi với nhĩ này, đi với Kara cũng được nha. Đấy, là Oda san ni, Oda san kara watashi wa, đúng không? Watashi wa Oda san ni setsume shite moraimashita, tức là tôi đã được anh này giải thích cho. Tại cuộc họp tôi không biết những từ vựng khó, sau đó tôi đã nhờ anh Oda giải thích. Ừ. Tôi đã hoàn toàn không hiểu cái từ khó, sau đó tôi đã được anh Oda giải thích cho. Ok, đấy, mọi người nhớ chưa? Chúng ta phải hiểu là ai làm gì cho ai thì mình sẽ biết là đối tượng người làm, đối tượng người nhận là gì và có một cái đuôi hợp lý. Như phần giải thích vừa rồi thì kude đó phải là Oda san wa hoặc Oda san ga watashi ni, đúng không mọi người? Tức là dựa vào cái trợ từ này này cũng là một cái gợi ý rất là quan trọng để giúp chúng ta làm nhanh và tìm nhanh được đáp án đấy. Age thì người nhận không phải là mình, đúng không? Còn số 4, setsume shite kuremasen, lại là masen rồi. Thể phủ định thì không phù hợp với ý nghĩa của câu được, đúng không? Đấy, rõ ràng mình không hiểu thì anh ấy phải giải thích cho mình chứ, đúng không? Hay câu cuối cùng nào cả nhà, câu cuối cùng 20. Một cuộc hội thoại ngắn giữa anh Yamamoto và Tanaka. Yamamoto này. Omoi, te ga itai na. Daijoubu, watashi ga nani nani yo. 1, motte ageru. 2, motte morau. 3, tetsudatte kureru. 4, tetsudatte morau. Hay, phân làm hai đáp án nha. Đấy, 1 và 2 thì đi với động từ motsu, còn 3 và 4 thì đi với động từ tetsudau. Rồi, các bạn dịch được câu này chưa? Dịch là sẽ ra ngay đấy. Mọi người ơi, chúng ta sẽ cố gắng nốt câu cuối cùng nhé. Câu 20 này rồi cả nhà. Rồi, bạn Ngọc Nhung chọn 1, Trần Vân 1, Nguyệt Bô Chi 1, Dian Pham 1, Lan Anh 1. Hay, đáp án của mình là 1, đúng rồi. Watashi ga nani nani motte ageru, tức là tôi sẽ mang cho bạn, đúng không? Thì mình sẽ hiểu là anh Yamato bảo là thở dài ấy, mọi người, ôi nặng quá, tay đau hết cả tay đây này, đúng không? Đau hết cả tay đây này. Te ga itai na. Anh Tanaka mới nói là bạn có sao không? Daijoubu desu ka? Đúng không ạ? Tôi sẽ mang cho bạn nhé, tôi sẽ cầm giúp bạn nhé. Thì cái từ watashi wa, đúng không? Watashi ga Yamamoto san ni motte ageru. Hiểu chưa lớp mình? Nó sẽ là tôi sẽ cầm cho bạn nhé, tôi sẽ xách cho bạn nhé. Mình xung phong nên sẽ là ageru, đúng rồi. Mình sẽ là người làm gì cho đối phương, đúng không? 30 giây cuối cùng nào. Đấy, mọi người có thắc mắc, có câu hỏi gì liên quan tới 20 câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta, có chỗ nào mọi người thực sự chưa hiểu rõ lắm này, hoặc là mọi người muốn nhận tài liệu thì comment Dũng Modi N4 xuống bên dưới nha. Hay, và buổi live ngày mai của chúng ta cũng sẽ diễn ra trong khung giờ này là 10 giờ đến 11 giờ sáng của Việt Nam. Và ngày mai thì chúng ta sẽ đi đến 20 câu chủ điểm của N3 cả lớp nhé. N3, hãy hẹn mọi người ngày mai chúng ta sẽ học N3 được không nào? Hãy, ok. Rồi, chào kia wa kore de owarimashita. Minasan, otsukaresama deshita. Mata ashita. Bye bye.